Xin chào, chúng ta gặp lại nhau trên kênh KBIT 24 giờ. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình cập nhật tin tức thú vị nhất có trong ngày hôm nay nhé. Truyền thông Hàn đưa tin một thần tượng vừa tậu thêm nhà trăm tỷ, không ai khác đó là G-Dragon của Big Bang. Sau khi xuất ngũ thì G-Dragon tiếp tục khiến cho nhiều người trầm trồ khi thay đổi không gian sống xa hoa. Trên trang cá nhân thì GD chia sẻ một vài hình ảnh về nhà mới, căn hộ có diện tích gần 300m². Khi dọn về nơi này thì GD sẽ trở thành hàng xóm của vợ chồng Bae Yong Jun, Park Soo Jin, ca sĩ Jang Yoon Jung, v.v. Khu vực này cũng là nơi mà nhiều chính khách, thương gia lựa chọn để an cư. Theo tờ Financial News thì Nayeon Hanam là khu tổ hợp cao cấp, bao gồm 9 tòa nhà và 335 căn biệt thự liền kề. Mỗi căn liền kề đều được trang bị thang máy riêng và có sân thượng riêng. Penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà hay một cao ốc, không nhất thiết phải thiết kế thông tầng, tùy theo chủ sở hữu. Chính vì độ xa hoa này mà căn hộ này có giá hơn 9 tỷ won, tương đương với 171 tỷ đồng. Nơi ở mới của GD rộng khoảng 297m², giá bán của bất động sản này cũng thuộc hàng khủng từ trước tới nay. Hồi tháng 3 năm 2013 thì GD cũng bỏ ra đến 3,3 tỷ won, tương đương khoảng 2,8 triệu USD để sở hữu một căn chung cư ở Galleria Forest, khu dân cư cao cấp tại khu sông Daegu, Hàn Quốc. Tuy nhiên thì đây không phải là bất động sản lớn nhất mà trưởng nhóm Big Bang tậu. Ngày 8 tháng 12 năm 2017, tờ Korea Economy Daily của Hàn Quốc đã đưa tin GD mua tòa nhà trị giá 8,8 tỷ won, tương đương với hơn 8 triệu USD tại khu sông Đâm Đông từ hồi 30 tháng 11 năm 2017. Hình ảnh về nơi này ngay lập tức làm cho nhiều người trầm trồ bởi hình dáng khá đặc biệt của nó. Theo miêu tả thì tòa nhà bao gồm 6 tầng lầu và 1 tầng hầm. Nơi này cách ga tàu điện ngầm chỉ 5 phút di chuyển và nằm giữa các công ty giải trí lớn xứ Kim Chi. Tòa nhà này còn nổi tiếng khi được giải thưởng kiến trúc của năm do quận Giang Nam trao tặng vì thiết kế độc đáo. G-Dragon là một trong những ca sĩ thu nhập cao nhất ở Hàn Quốc hiện nay. Tài sản của anh ước tính lên đến 45 triệu USD, bao gồm tiền bản quyền âm nhạc, các bất động sản, các thương hiệu độc quyền. Từ tháng 10 năm ngoái, sau khi xuất ngũ thì GD chưa có động thái phát hành album mới. Nam ca sĩ chủ yếu nghỉ ngơi chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới. G-Dragon sinh năm 1988 là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Á. Sau 6 năm làm thực tập sinh ở công ty giải trí YG Entertainment, từ năm 2001 đến 2006 thì GD đã trở thành trưởng nhóm nhạc của Big Bang. Anh tham gia sản xuất album, viết và hòa âm một số ca khúc nổi tiếng như Like, Haru Haru, Fantastic Baby, v.v. The Korea Time gọi anh là ca sĩ nhạc sĩ thiên tài. Lời rap cũng đưa anh tới vị trí số 4 trong cuộc bình chọn rapper thần thánh nhất tại Nhật. Ngoài âm nhạc thì GD còn được coi là biểu tượng thời trang với phong cách sáng tạo và độc lạ. Anh luôn xuất hiện ở hàng ghế đầu nhiều show thời trang lớn trên thế giới, một trong số đó là Chanel. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để luôn luôn cập nhật những tin tức KBIT mới nhất từ KBIT 24 giờ các bạn nhé.